Em nghĩ chúc là quý vị nên là và các tiếp bạn cận xem nhiều chương hơn. Trình vui Trước vẻ. giờ em yêu á là em giữ lửa toàn là bằng tình dục thôi. Đó. Thường có cái câu là đầu giường giận nhau cuối đường hòa đó, nó là cái câu thực ra nó cũng cũng rất rõ ràng cho cái Đúng. Khái niệm này. Nhưng mà đó thì suy cho cùng cái chuyện tình dục nó rất là quan trọng ở trong cái cách mà chúng ta giữ lửa trong một cái mối quan hệ. Tình dục là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Đây là câu chuyện của ai nhỉ? À, của Kim. À, thì giống như cái câu mà em đề cập luôn là tình dục là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Cái này em thấy có một cũng là một chuyên gia tư vấn tâm lý có nói là có những cái cặp đôi mà người ta đi theo hướng truyền thống á, thì là người ta sẽ đến cái lúc mà cưới rồi người ta mới làm chuyện đó. Thì những cái cặp đôi mà như vậy á thì lại thường đến với cái chuyên gia tư vấn tâm lý này và than phiền là khi mà cưới về rồi mà có chuyện đó thì người ta thường không hợp, rồi dẫn đến cái chuyện là người ta sẽ dễ bề ngoại tình hay là người ta quyết định là chia tay luôn. Thì cái chuyên gia tâm lý này có nói là có nhiều khi là cũng sẽ dùng cái chuyện tình dục làm thước đo để mà có quen một người hay không là dựa trên cái chuyện tình dục luôn. Thì không biết ở đây có ai coi cái bộ phim mà Yêu Nhầm Bản Thân chưa? Xu hướng bây giờ cũng có rất là nhiều bạn có suy nghĩ là friend with benefit, tức là mấy bạn đó chỉ đối với nhau và để giải tỏa nhu cầu thôi. Thì cái này là xuất phát từ cái chuyện là mấy bạn không có cái nhiều cái thời gian và cơ hội để tìm kiếm những cái tình yêu đích thực của mình, nhưng mà mấy bạn chỉ muốn giải tỏa nhu cầu thôi. Hai người có một cái giao kèo với nhau là chỉ tới với nhau về chuyện tình dục thì không để tình yêu vô đó, đúng không? Đúng rồi, họ có một cam kết rõ ràng, cam kết rõ ràng ngay từ đầu, và nếu mà ai mà vượt quá cam kết đó thì là người đó bị out ra khỏi cuộc chơi. Nó giống như là một trò chơi chứ không phải là một cái chuyện tình cảm có thể xen vô nữa. Đây là một cái vấn đề mà rất được mọi người quan tâm rất là nhiều bây giờ. Dạ. Đúng không? Thì cái chuyện yêu bạn bè mà chỉ tới với nhau và cái gì rất là nhiều, nhưng mà cái vấn đề làm sao để chúng ta ví dụ như được, nếu mà được tại sao không thể phát triển cái đó thành tình yêu luôn? Đúng không? Ví dụ nghĩ gì với anh á thì đối với anh đó là một cái bản năng, một cái nhu cầu bình thường của một con người. Nhưng mà anh lại không quá quan trọng cái chuyện đó. Anh có thể rằng là ở bên cái người đó và chỉ là ở một dừng lại cái mối quan hệ trao đổi tình cảm, chia sẻ cuộc sống, như vậy đối với anh là đủ. Và bởi vì anh cảm thấy hạnh phúc có hay không, hay là nhiều hay ít, nó không phải là một vấn đề đặt nặng nữa. Vấn đề là có nó sẽ tốt hơn, mà không có nó sẽ bị thiếu thiếu cái gì đó. Khi mà mình nói ra, cái người hiểu sẽ thông cảm, còn cái người không hiểu thì người ta lại cho rằng đó là cái vấn đề nó kinh khủng lắm và nó dẫn tới những cái điều mà nó không hay. Anh thì đề cao về vấn đề tình cảm hơn, còn cái chuyện tình dục nó như là một cái chất xúc tác để giúp cho tình yêu thăng hoa. Nhưng mà nếu vậy tại sao mình không thể cùng nhau phát triển cái chuyện đó? Vấn đề là có người nói được, có người không. Như bạn này, bạn thẳng thắn bạn nói. Ví dụ như kiểu truyền thống kia, họ không dám nói ra, họ chỉ ừ, tối nay ngủ nha, ừ, rồi xong. Họ lướt qua nó như là một cái món ăn phải ăn mỗi ngày. Còn đối với những người mà người ta có cảm nhận được về qua cái chuyện thể xác với nhau thì cái món ăn đó sẽ trở nên ngon hơn. Chúng ta ăn ngon và chúng ta phải ăn nó khác nhau ở chỗ đó. Rất là hợp lý. Chính xác luôn. Thế còn em? Em có. Em ly xì vậy luôn. Em ly xì vậy luôn. Vậy luôn á. Tất cả sân khấu tập trung nè. Rồi sao nè? Dạ em thấy đúng mà. Tại vì em sẽ kể một câu chuyện cho mọi người nghe là em đã chứng kiến tận mắt thấy luôn là em có một anh bạn thân giống như là anh trai của em vậy á. Thì một hôm đó thì hai anh em có hẹn với nhau, xong rồi em gọi hoài không được, em cứ nói, ủa sao bị cái gì, xong rồi cuối cùng nhắn tin cũng không được, cái cuối cùng mới chạy qua nhà coi có bị gì không. Thì qua nhà thì thấy đang mặt mày bơ phờ, đang kiểu bị thất thần lắm luôn á. Xong em hỏi là em mới hết hồn, em hỏi là ủa anh ơi, anh có chuyện gì vậy? Thì anh mới nói là anh với bạn gái giận nhau. Em mới hỏi ủa lý do tại sao, tại hai người đang kiểu em thấy cũng bình thường hạnh phúc lắm mà tại sao lại giận. Thì giận thì cứ giải quyết nói chuyện đàng hoàng đi, cái nó là bạn gái anh không bắt máy. Cái xong em mới ngồi em mới không hiểu hai người này, tại vì rất là hợp, rất là dễ thương luôn, mà tại sao không hợp là không hợp cái gì, mà tại sao giận, mà tại sao không nói được. Cái cuối cùng ông cũng tự nói luôn, ông nói là thật ra là anh nói mày nghe, chuyện là bạn gái anh là nói là mỗi lần quan hệ như vậy á thì bạn gái anh khó chịu,
bạn ấy anh không thật sự cảm thấy thoải mái. Xong em cũng bị đứng hình mất 3 giây. Xong là em nói là giây thứ tư em làm gì? Giây thứ tư là bắt đầu nói chuyện luôn. Ừ, rồi, là xong, rồi. Cái giây thứ tư nè là nói là ủa vậy hả? Trời ơi, rồi sao rồi, lâu chưa rồi? Bạn ấy anh có share với anh cái nói điều này lâu chưa mà tại sao tới giờ anh mới biết? Cái nói là ừ thì cũng có nói một hai lần nhưng mà anh lại không để ý, anh lại xem đó là chuyện bình thường. Bản thân ảnh thấy ok nhưng mà chị kia thì không. Thì cuối cùng là như vậy đó. Xong cái anh nói là ok, anh đã hiểu lý do rồi và anh thấy đây là một cái điều rất là quan trọng và anh cần phải khắc phục. Thì bây giờ quen lại rồi đó thì chắc khắc phục được rồi đó. Nghĩa là trong cái vấn đề này có những lúc tiêu cực và cũng có những lúc tích cực. Đây do cách nhìn nhận. Ừ thì đó là do cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Thì từ câu chuyện đó em cảm thấy là cái này thì quan trọng thiệt mà. Gia vị quan trọng là đúng luôn rồi đó. Vậy Ngân ơi, em thấy cái chuyện này nó tích cực nhiều hơn hay là tiêu cực nhiều hơn? Em nghĩ là nên là tích cực nhiều hơn. Trước giờ em yêu á là em giữ lửa toàn là bằng tình dục thôi. Đó. Thường có cái câu là đầu giường giận nhau cuối đường hòa đó, nó là cái câu thật ra nó cũng rất rõ ràng cho cái đúng khái niệm này. Nhưng mà đó thì suy cho cùng cái chuyện tình dục nó rất là quan trọng ở trong cái cách mà chúng ta giữ lửa trong một cái mối quan hệ. Đúng thời điểm, đúng câu chuyện thì nó sẽ trở thành một câu chuyện tích cực. Có một cái này nè, đàn ông nè rất là sợ những người phụ nữ người ta quá chủ động ở trên giường và cảm thấy bị sợ. Cô nào mà quá mình mất kiểm soát đúng không? Mình cũng khớp chứ. Thật ra lúc nào bản năng của người đàn ông họ là luôn luôn là người cầm cương. Đúng rồi. Họ phải được chủ động, họ phải là người để bắt đầu câu chuyện. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ mà là người chủ động nhiều lần như vậy, tuần suất nhiều lần như vậy, bản thân người đàn ông cũng sợ. Thầy có bị người ta sợ chưa? Không, em nghĩ là cái gì cũng phải vừa phải thôi, mình phải tự biết. Cũng có một khoảng thời gian á, cái kiểu như là mình làm hơi quá thì mình cũng tự cảm thấy người ta chán. Sau đó mình tự biết, mình tiết chế lại là sau đó nó cũng bình thường. Ví dụ như cái nhu cầu của em ở đây, một cái nhu cầu của người đàn ông lúc đó vào thời điểm đó họ chỉ đang ở mức lưng lưng thôi. Không phải đâu nha, lúc đó là em có bạn trai rất là lăng nhăng, cái nhu cầu rất là cao luôn, cho nên là em mới thử làm cái trò đó. Chứ nhu cầu của em thì bình thường à, mà em cứ kiểu như là làm ra sợ riết rồi thấy con gái hết dám luôn. Mà có hiệu quả không em? Có hiệu quả. Hiệu quả thiệt. Bây giờ là bạn trai em cũng kêu là giờ là anh phải kiểu như là nghiện em á, anh nghiện em. Nghiện là ok. Tức là suy cho cùng là trong tình yêu chúng ta phải tự tìm cách làm cho đối phương nghiện mình. Không bằng cách này cũng bằng cách khác. Thì mới nói là mình phải xào nấu cho cái món ăn nó ngon hơn đó, đúng không? Rồi nha, còn nữa, xong rồi cũng chia tay khoảng thời gian, cái xong rồi cũng gặp lại nói là anh không tìm được ai mà hợp cái chuyện đó như em với anh luôn á. Cho nên là tình dục nó là một cái gia vị thực sự rất là quan trọng cho tình yêu. Sau khi cái câu chuyện này thì Anna thoát khỏi cái suy nghĩ kia chưa? Chưa đâu ạ. Chưa, vậy còn các bạn lại có thoát chưa? Nếu giả sử một ngày, giả sử thôi nha, một ngày nọ em có bạn trai và cái tình cảm của tụi em phát triển, tụi em quen nhau đã hơn một năm rồi và bạn trai đó có nhu cầu ngỏ ý với em thì em sẽ nhìn nhận nó về một cái thái độ như thế nào? Nếp, cái này em nên nhìn thẳng máy quay nói với ba mẹ em là cái này chỉ là giả dụ thôi. Có mày nghe theo ba mẹ, giữ ngươi cho tới khi lại chồng. Nhưng có một thắc mắc là tại sao mà khi mà các bạn mà nãy không đồng ý với cái quan điểm là phải cởi mở hơn á, là cái điều gì làm các bạn sợ hả? Các bạn sợ cái chuyện gì mà tại dạ. sao không có dám suy nghĩ thoáng hơn? Kiểu tại chưa có bồ nên sợ. Không biết thì không hiểu lý do sợ. Kiểu giống kiểu đi chơi 9 giờ tối cả. Con đó mà đi chơi. Vậy có nghĩa rằng là các bạn đang bị tác động bởi gia đình và các bạn đang không sống đúng với bản thân mình. Dạ. Dạ, con thi 50-50. Dạ, để tìm hiểu mới biết được. Tìm hiểu mình mới biết được. Con gái à? Dạ. Đó nè, em cứ tưởng tượng đi, đây là ba của em. Để nói như thế nào? Anh làm cha rồi, anh hiểu. Anh muốn tất cả những gì tốt nhất cho con anh. Thì thật sự khi mà tới một cái độ tuổi mà anh đặt vấn đề đến độ tuổi mà con anh nó lớn á, con anh nó bắt đầu tìm hiểu những cái chuyện đó. Và nếu mình sẽ đưa ra những cái trường hợp rằng là nếu như cái chuyện đó xảy ra, một cái người mà chủ động mở lời với con về cái chuyện tình dục thì con nên chào đón nó như thế nào á? Anh muốn nghe đông đông trước, em còn nhỏ và chắc rằng là phụ huynh của em cũng không quá lớn tuổi đâu, thì anh nghĩ rằng là có cái nhìn mới hơn với những cái gia đình còn lại. Dạ, thật ra thì gia đình em thuộc kiểu gia đình truyền thống, tất cả những cái mà em suy nghĩ theo cái hướng mà hiện đại hơn á là chỉ là do mình, cái môi trường của mình lớn lên càng ngày nó càng hiện đại hóa, thì trong cái môi trường mình đi học và mình tiếp xúc được nhiều thông tin và mình cảm thấy là cái đó
thật sự là mình phải cần phải tìm hiểu qua sách vở, tìm hiểu qua những cái diễn đàn giáo dục giới tính, hoặc là những cái bác sĩ tâm lý thì mình mới biết được thêm. Nhưng bao giờ con share những cái chuyện đó với lại phụ huynh chưa? Dạ có. Và họ tiếp nhận nó như thế nào? Dạ không. Tại vì ba mẹ con cũng rất là hiểu, kiểu như là lắng nghe. Nhưng mà ba mẹ vẫn dặn là vẫn nên là giữ mình. Tại vì cái độ tuổi mình còn khá là nhỏ. Bởi vậy bây giờ nè, em của ngày hôm nay là như vậy. Có bao giờ mình nhìn nhận rằng, mình nhìn thấy phụ huynh của mình, họ đã từng trải qua những cái lần họ khuyên, bảo họ này nọ kia, thì em có suy nghĩ gì về khi mà ở cái góc nhìn của em nhìn về ngược lại với phụ huynh của mình? Từ khi mà em đi á, là gia đình em hoàn toàn nghĩ khác luôn, ngược lại luôn, là thoáng hơn rất là nhiều. Ba mẹ em rồi cũng hiểu cho em. Nhưng mà có thể là họ đã thấy cái kiểu con người của em là vậy á, cho nên là tới gia đình em còn không chứng minh nữa thì đừng nói bất người ngồi nói em cái gì mà em chứng minh. Rồi chắc qua nhiều va vấp thì chắc gia đình cũng đã thấy được là Ngân tự trưởng thành nữa. Dạ. Và tin tưởng rằng Ngân sẽ vượt qua được và làm được những cái điều Ngân muốn, đúng không? Dạ. Ngay cả bản thân ba mẹ em hiện tại bây giờ là cũng rất là tôn trọng quyết định của em, cũng đâu có bắt em là phải như này như kia đâu. À không, hồi còn bé là mình bé quá xong rồi cứ lo sợ mình bị vấp ngã rồi bị này bị kia bị tổn thương á. Nhưng mà bây giờ thì khi mà mình cũng đã lớn rồi, mình cũng có những cái suy nghĩ khác đi, thì ba mẹ cũng luôn tôn trọng mình. Tiếp nối cái suy nghĩ của Trâm thì hy vọng là qua chương trình này, không những là các bạn trẻ đâu, cũng như là những vị phụ huynh cũng sẽ phải tập chấp nhận rằng con gái của mình hoặc là con trai của mình ngày hôm nay cũng đã lớn, biết suy nghĩ. Và cái quan trọng hơn là những cái con mình đã biết tìm hiểu đúng cách chứ không phải đi sai cách. Miễn sao là ở vị trí người phụ huynh thấy được con mình sống tốt, sống vui, sống hạnh phúc, đó là cách mà người phụ huynh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Cho dù là như thế nào đi nữa, đó là con đường.